Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel. Mình là Hùng Review đây. iPhone 15 thì sắp ra mắt rồi, nhưng mà mình không quan tâm lắm về iPhone 15, tại vì iPhone nào ra mình chả mua. Đấy, nhưng mà cái quan trọng nhất mình cái quan tâm ở trong sự kiện lần này đó là chúng ta đã tới cái chu kỳ mới ra mắt một sản phẩm iPad rồi. iPad mới thì mình rất cực kỳ kỳ vọng là sẽ có thế hệ mini. Tại vì sao? Tại vì cơ bản mình đang sử dụng ở đây là con iPad mini 6 và mình cực kỳ hài lòng với những gì iPad mini 6 có thể làm được. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những cái điểm chê và mình nghĩ rằng Apple nên nâng cấp, Apple nên update để phục vụ được những cái nhu cầu của người dùng một cách tốt hơn. Và mình rất là kỳ vọng rằng thế hệ iPad mini 7 này có thể là một cái phiên bản nâng cấp, nó hoàn hảo hơn, một cái phiên bản nâng cấp nó toàn diện hơn của con iPad mini 6 đang có trong thời điểm hiện tại. Trước khi bắt đầu video này nói về iPad mini 7 thì nếu bạn nào quan tâm về những dòng điện thoại iPhone như kiểu iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro đang được thanh lý xả kho với một cái mức giá rất rất tốt, hay là đặt trước iPhone 15 thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Sephora nhé. Tại vì Sephora là một trong những chuỗi cửa hàng ủy quyền của nhà Apple và cũng như là có hơn 120 chi nhánh trên khắp cả nước để cho anh em có thể mua. Và quan trọng nhất này, mua ở Sephora anh em sẽ nhận lại được sự an tâm và nhận lại được một cái mức giá cực kỳ tốt. Còn bây giờ thì đi vào với nội dung chính thôi. Ok, mọi người có thể biết là cái thời gian ra mắt iPad mini của nhà Apple ấy, thì sẽ thường ra mắt vào tháng 9 và sẽ được đi cùng với một bộ iPhone mới luôn. iPad mini 4 ấy, thì ra mắt vào tháng 9 năm 2015. iPad mini 5 ấy, thì được ra mắt vào tháng 9 năm 2019. Và iPad mini 6 ấy, thì sẽ được ra mắt vào tháng 9 năm 2021. Như vậy thì thông thường với thì iPad mini đời sau ấy, thì cứ khoảng tầm là hơn 2 năm, tầm 2 năm là sẽ có một sự update. Và bây giờ đã đến thời điểm update cái con iPad mini 6 lên rồi các bạn ạ. Vậy thì mình là một người dùng Mi 6 và người dùng kỳ vọng gì về con iPad mini 7 thì mình sẽ chia sẻ luôn. Thứ nhất là hiện tại những gì đang làm ở trên con iPad mini 6 nó đang làm quá tốt và Apple chỉ cần cải thiện những điểm sau đây. Đương nhiên là về phần cấu hình thì iPad mini 7 cũng sẽ được trang bị gần như là cấu hình tốt nhất. Tại vì mọi người có thể thấy rằng là thời điểm iPad mini 6 ra mắt nó được trang bị Apple A15, cái phiên bản là 5 nhân GPU, nó mạnh nhất và mạnh ngang với lại con iPhone 13 Pro Max thời điểm mà con iPhone 13 Pro Max ra mắt. Như vậy thì nếu như iPad mini 7 ra mắt thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ được chạy con chip Apple A17 sắp có trên các sản phẩm là iPhone 15 series. Đó, hiệu năng là Apple A15 đang có trên iPad mini 6 nó làm quá tốt rồi. Vậy thì nếu như Apple nâng cấp lên con A17 thì hiệu năng của nó còn thật sự là tốt hơn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu để có mức giá tốt thì có thể iPad mini 7 nó sẽ dùng lại con chip Apple A16 để tiết kiệm chi phí. Nhưng mà các bạn đừng quan tâm về vấn đề đấy. iPad mini 6 bây giờ dùng Apple A15 nó còn quá mạnh, quá mượt, chơi game cực kỳ ngon. Đấy thì Apple A16 nó vẫn làm việc cực kỳ tốt nếu như cái trường hợp là không may xảy ra là nó chạy con chip Apple A16 nhé. Còn nếu được A17 thì gọi là tốt quá. Phải nói lại là nếu mà về phần cấu hình ý, thì mình thấy rằng cái phần con chip chúng ta không cần quan tâm lắm. Tại vì cơ bản là bây giờ người dùng đã hài lòng rồi. Mà cái người dùng quan tâm nhất đó là về cái phần là ROM. Cái con iPad mini 6 của mình là phiên bản 64GB và mình rất là hạn chế trong quá trình mà sử dụng. Tải game thì cũng không được tải được nhiều game. Bộ nhớ trong của nó thì cũng quá ít. Đấy, nó không đủ để chúng ta có thể là giải trí mà không đủ để chúng ta có thể làm việc với nhu cầu cao ở cái phiên bản thấp nhất. Nên mình hy vọng rằng là ở phiên bản mới iPad mini 7 thì Apple sẽ nâng cái bộ nhớ trong tối thiểu từ 64 lên 128GB. Như vậy thì nó sẽ là thoải mái hơn, dư giả hơn và sẽ có một không gian lưu trữ tốt hơn. Và một điều nữa, mình không khoái lắm ở trên con iPad mini 6 và hy vọng rằng iPad mini 7 nó cũng sẽ được cải thiện. Đó chính là về cái khoản pin. Đó, pin của iPad mini 6 nó chỉ là 19,3 Wh. Và iPad mini 6 nếu mà mình sử dụng nó với nhu cầu là sử dụng công việc cao, khối lượng công việc nhiều thì nó khoảng tầm là 4-5 tiếng hoặc là cùng lắm là 6 tiếng là nó bị đứt rồi. Thì mình thấy rằng là với sử dụng pin như vậy là chưa đủ so với lại cái nhu cầu sử dụng hàng ngày của chúng ta. Đó, nếu mà được nâng cấp lên một cái phiên bản dung lượng pin cao hơn khoảng tầm 25Wh hoặc 27Wh, nó nâng tổng cái thời gian sử dụng pin ở cái nhu cầu trung bình khá lên khoảng tầm 8-9 tiếng thì nó sẽ là hợp lý hơn và nó sẽ là trâu bò hơn. Và một điểm nữa, ở trên iPad mini 7 mà mình hy vọng rằng là có thể được nâng cấp. Nếu mà được nâng cấp thì rất nhiều anh em game thủ, rất nhiều bạn mà kiểu cần một con máy tính bảng để mà chơi game sẽ chốt. Đó chính là về khoản màn hình. Mình không nói đến phần kích thước, mình không nói đến phần độ phân giải, mà mình nói đến tần số quét.
Bây giờ iPad mini 6 gần như cái nhu cầu lớn nhất anh em mua là để chơi game, mà tần số quét màn hình của nó chỉ là 60Hz nên là chơi game sẽ hơi bị hạn chế, vì đại đa số những tựa game trong năm 2023 và sắp tới là năm 2024 đã hỗ trợ tần số quét cao 90Hz, thậm chí là 120Hz rồi. Vậy thì Apple làm ơn hãy nâng cấp con iPad này lên 90Hz, không cần 120Hz để làm gì cả, chỉ cần 90Hz thôi là người dùng đã quá hài lòng, cực kỳ là xứng đáng để nâng cấp rồi. Thời điểm iPad mini 6 ra mắt, mình rất kỳ vọng rằng nó sẽ có tần số quét màn hình cao, vì nếu mà có một tần số quét màn hình cao, mình chơi game cực kỳ mượt luôn. Còn xử lý công việc nó sẽ cảm giác nhanh hơn, cảm giác nó mượt hơn. Còn tần số quét 60Hz thì ok, nếu bạn nào đã dùng quen rồi không thành vấn đề, nhưng mà nếu được nâng cấp thì đây là một cái gọi là một cái sự nâng cấp xứng đáng hơn nhiều. Còn về tổng thể thiết kế của con iPad mini 7 ấy, thì mình nghĩ rằng là không cần nâng cấp về phần ngoại hình, vì ngoại hình của iPad mini 6 trong thời điểm hiện tại thì mình thấy nó quá ngon, nó đã quá đủ nhỏ gọn rồi, và hoàn thiện sản phẩm của Apple thì phải gọi là quá tốt rồi, nên là về phần ngoại hình thì mình thấy cũng không cần phải nâng cấp gì. Camera cũng không cần phải nâng cấp, tại vì sao? Tại vì cơ bản ấy, là camera của iPad mini 6 nó làm quá tốt. Mọi người phải hiểu rằng là camera của iPad thì nó chỉ để tham chiếu, nó chỉ để là chụp và quay được với chất lượng trung bình khá là được rồi. Thì con iPad mini 6 nó làm rất tốt ở khoản này. Camera sau không cần sử dụng mấy, camera sau của nó sẽ là 12 chấm. Và quan trọng nhất, camera selfie vẫn giữ nguyên cho mình cái camera 12 chấm nhưng mà ultra wide là được. Và sử dụng full tính năng như iPad mini 6 thì mình thấy là hài lòng. Còn về phần loa này, hoặc là về phần trải nghiệm ấy, thì chỉ có duy nhất một điều mình không thích, đó là iPad mini 6 khả năng tương thích với tai nghe có dây cổng Type-C rất kém. Nên là nếu như mà thế hệ mới có thể cập nhật hoặc là sửa chữa được cái lỗi này thì nó sẽ ngon hơn cực kỳ nhiều. Về phần loa thì con iPad mini 6 cũng rất là to mồm. Về phần nhiệt độ thì mình thấy cũng hài lòng với iPad mini 6 rồi, nó cũng không phải quá nóng. Nên là đó là những điều không cần cải thiện. Nếu như iPad mini 7 chỉ cần nâng cấp nhẹ này, tần số quét màn hình cao hơn này, nâng cấp nhẹ về thời lượng pin một chút xíu này, nâng cấp nhẹ về phần bộ nhớ trong, chỉ cần ba cái sự nâng cấp đấy thôi thì người dùng sử dụng iPad mini cũ chắc chắn sẽ nâng cấp lên hệ mới ngay. Những anh em nào đang có nhu cầu mà chơi game, những anh em nào đang cần một thiết bị nhỏ gọn để mà làm việc thì chắc chắn cũng sẽ mua iPad mini 7 ngay mà không cần phải chần chừ. Còn nói về mặt mức giá thì các bạn thấy rằng là Apple có một cái lạ là với những dòng iPhone thì có thể là giữ giá nhiều năm, nhưng mà với những dòng iPad thì càng ngày càng lên giá. Ví dụ như mình có kiểm tra thì iPad mini 4 sẽ có mức giá là 399 đô, tức là loanh quanh đâu đó khoảng tầm là nếu mà mình tính ra tiền Việt thì tầm gần 10 triệu, 8 triệu mấy, 9 triệu, 10 triệu gì đó. Còn iPad mini 6 thì có mức giá 499 đô, quy ra tiền Việt cũng loanh quanh khoảng tầm trên dưới 12 triệu. Đó, nếu như iPad mini 7 ra mắt và với từng đấy sự nâng cấp, nâng thêm 100 đô, mình đảm bảo rằng người dùng cũng sẵn sàng bỏ ra để mua em nó, hoặc là nâng cấp lên 50 đô thì thực sự là quá happy. Như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ cho anh em đó, iPhone không phải là mình sản phẩm mà mình kỳ vọng nhất trong cái sự kiện lần này, tại vì gần như là những thông tin thì đã được mọi người biết hết rồi. Đó, cái quan trọng nhất là cái sản phẩm iPad, đặc biệt là dòng iPad mini, là cái sản phẩm mà gần như không có bất cứ một cái thông tin nào đó, nhưng nếu nó được ra mắt cùng với thế iPhone năm nay thì đây là một trong những sản phẩm rất bùng nổ. Và với những sự nâng cấp như thế thì anh em game thủ này, người dùng có nhu cầu giống như mình này, cực kỳ thích. Ok, anh em nghĩ sao? Anh em có đang dùng iPad mini 6 hay không? Hay là có định là nếu mà ra iPad mini 7 anh em có nâng cấp hay không? Đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye anh em.